cái khóa bấm nữa. Được đây. Thì phải ăn 3 lần đều đây. Ok, ok đó. Ok đó 3 lần. Thì em hướng dẫn. Đây. Chị khóa đây nhỉ. Anh ấn 3 lần đi mở khóa đều tay nhé. Cứ có cái một cổ bóng này. Không được được. Bấm mở đều 3 lần. Nhấn đều tay thì nó sẽ lên, nó sẽ nhấn đều, nó sẽ lên được. Còn trên này anh biết gì nhá. Nó đánh chân đúng không? Ở đây là nó đánh chân. Con này giữ